Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng với mọi nhà đầu tư bằng những giá trị giao dịch thực tế của bản thân mình xuyên suốt trong thời gian nhiều năm tháng qua trên thị trường để mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và đánh giá. Tôi mong muốn rằng trên con đường các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex, hãy đi chậm lại để nhìn nhận, hãy đi chậm lại để đánh giá về những thực tế trên thị trường. Thị trường giao dịch Forex này không có chuyện là dễ hay là đơn giản giống như những gì bọn lừa đảo bịp bợm ngoài kia đang nói với nhà đầu tư, và chỉ phân tích bằng xu hướng độc lập trên thị trường và cho nhà đầu tư chiến lược mà không chịu giao dịch thực tế sâu full toàn bộ lịch sử giao dịch, mà chỉ đem tài khoản demo dạng như FTMO hay DT Forex Trader ra để lừa đảo nhà đầu tư, xin lỗi nhà đầu tư. Đây là những sự khốn nạn trên thị trường giao dịch Forex này của bọn lừa đảo Forex, chúng đưa ra để bẫy chết nhà đầu tư trên con đường mà nhà đầu tư tham gia vào. Tôi chia sẻ góc khuất và các vấn nạn trên thị trường để nhà đầu tư cùng nhìn nhận, để nhà đầu tư cùng đánh giá và thực tế thấy rõ cũng như hiểu rõ được các giá trị này, và mời nhà đầu tư theo dõi cũng như nhìn nhận thấy rõ được về các vấn hạn và các giá trị thực tiễn trên thị trường. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream này. Đó, các bạn tự nhìn nhận, tự đánh giá nha. Tôi gửi nhà đầu tư bằng những minh chứng thực tế và giao dịch rất là nhẹ nhàng.
Dạ, chào anh em nhé, mình nghỉ, mình làm chút việc cả giao dịch và chứng minh cho anh em xem bằng thực tế nó rõ cả ra rồi. Cảm ơn anh em rất là nhiều, chúc anh em giao dịch thành công và gặt hái được nhiều kiến thức trên thị trường nhé. Hôm nay đi nhiều quá không có thời gian làm việc.
Cùng mê nô mê si
Chào anh Tiến Mino nhé. Lâu lắm rồi mới gặp. Dạ cảm ơn anh Tiến Mino ạ. Bạn Quang cũng cứ hỏi đi nha. Dạ cảm ơn bạn Tiến Mino. Đợt tới khoảng 15 tháng 4 mình ra ngoài Nghệ An, rồi sau đó khoảng ngoài 20 thì mình sẽ ra ngoài Hà Nội. Anh em nào thích thì có thể gặp giao lưu nhé. Dạ. Nếu mà gặp giao lưu thì nên gọi điện trực tiếp cho mình vào số điện thoại cầm tay của mình 0932395555 nhé. Mình sẽ hẹn ngày gặp anh em.
Cảm ơn bạn Tiến Mino nhé. Có gì đâu, dáng bị thì chăm sóc rồi xông hơi rồi uống thuốc các thứ đầy đủ vào là xong mà. Cảm ơn bạn Tiến Mino nhé. Bạn ngủ ngon nhé. Thôi giờ khuya rồi, chào tạm biệt anh em nhé. Chúc anh em ngủ ngon.